Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung 12, chúng ta thực hiện lại cái vấn đề là tối ưu ứng dụng của chúng ta. Thì thực chất trong quá trình mà tôi hướng dẫn các bạn xây dựng cái ứng dụng này, thì song song với mọi cái chức năng thực hiện thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta tối ưu lại mã nguồn, cách viết mã nguồn làm sao cho nó tối ưu nhất, chuyên nghiệp nhất, và sau này khi chúng ta cần sử dụng lại nó sẽ trở nên đơn giản hơn đối với chúng ta. Như vậy lúc này cái vấn đề tối ưu thì các bạn cứ áp dụng những cái kiến thức mà tôi đã hướng dẫn các bạn để các bạn thực hiện theo. Các bạn cứ đi từng cái chức năng mà chúng ta đã xây dựng, các bạn cố gắng kiểm tra lại xem những chức năng đó còn lỗi ở chỗ nào hay không, và chúng ta cố gắng tìm cách để chúng ta nâng cấp nó lên và cho nó hoàn chỉnh hơn. Ở đây tôi ví dụ như thế này, ví dụ như cái tình huống về cái thằng form. Trong thằng form của chúng ta thì các bạn thấy có hai cái nội dung này nó tương tự với nhau. Khi mà component view mount hoặc là view receiver thì chúng ta đều cập nhật lại cho cái thằng state, cập nhật lại tag ID nè, tag name, tag level. Và rõ ràng thì các bạn thấy cái khối này, cái khối này và cái khối này, cái cấu trúc của nó hoàn toàn tương tự với nhau. Rõ ràng nó tương tự với nhau, nó chỉ khác ngay cái chỗ này thôi. Đó, nó chỉ khác ngay cái chỗ này thôi. Thì lúc này chúng ta phải tư duy và chúng ta phải tìm cách để chúng ta viết gọn cho nó lại. Ví dụ như tôi viết như thế này. Ở đây thì tôi sẽ viết một cái function có tên là update item. Rồi cái function của chúng ta nó thực hiện cái công việc này. Đây nó thực hiện cái set tag gì đó. Tôi sẽ đưa vào. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhận vào một thằng là item. Như vậy tôi đưa vào đây là item. Và rõ ràng khi mà chúng ta viết như thế này rồi á, các bạn xem nè. Ở đây chúng ta cũng phải kiểm tra nữa ha. Nếu như cái thằng item của chúng ta, nếu như item nó khác bằng null thì chúng ta mới set state. Rồi tôi định dạng lại. Rồi tôi có một cái nội dung như thế này. Thì các bạn thấy nó cũng tương tự như là cái khối ở phía trên. Sau đó tôi mới bắt đầu thay thế nè. Tôi thay vì chúng ta viết như thế này á, chúng ta sẽ viết như sau. Did. Chúng ta gọi đến phương thức là update item. Và truyền vào đây cái gì? Truyền vào đây netdrop. Và ở đây á, netdrop chúng ta xem lại ha. Tôi sẽ bắt lại netdrop phải chấm item nữa. Đây. Netdrop. Netdrop phải chấm là item selected. Như vậy lúc này chúng ta sẽ viết như thế này. Did gọi đến update item. Và đây truyền vào là netdrop chọn đến item selected. Đó, chúng ta thay vào. Tương tự, chúng ta copy và thay vào đây. Rồi, ở đây thì chúng ta truyền vào did.drop.item selected. Chúng ta thay vào. Thì như vậy các bạn thấy cái mã nguồn của chúng ta nó sẽ gọn gàng hơn. Và sau này khi mà chúng ta cần nâng cấp chỉnh sửa gì đó thì chúng ta vào cái update item để chúng ta chỉnh sửa. Chứ chúng ta không cần phải chỉnh sửa ở đây rồi lại tiếp tục chỉnh sửa ở đây. Rồi, sau khi tôi thay đổi á, tôi thử kiểm tra lại. Và trước khi kiểm tra các bạn thấy rằng cái thằng update item có gọi đến set state và có thao tác đến did. Như vậy thì chúng ta cũng phải bài nó. Đây tôi copy. Đem xuống. Ở đây chúng ta có gì? Update item. Rồi kiểm tra lại nè. Rồi tôi sẽ mở cửa sổ console luôn để phòng có lỗi phía dưới. Edit, load thông tin thành công. Edit một lần nữa, nó cũng load thành công. Thì rõ ràng các bạn thấy chức năng edit của chúng ta, cái chức năng form chúng ta đã thực hiện thành công rồi. Và những cái thông tin này nó đều load ok cho chúng ta. Như vậy thì các bạn cứ áp dụng tương tự. Các bạn cứ đọc những cái đoạn mã nguồn mà chúng ta đã được hướng dẫn, xem chỗ nào chưa hợp lý và chỗ nào còn có thể tối ưu được thì chúng ta cứ thực hiện cái phần tối ưu của chúng ta thôi. Ở đây thì có một số cách viết mà tôi cũng muốn trình bày luôn cho các bạn, để lỡ như các bạn đọc những cái mã nguồn thì các bạn có thể nắm được. Thay vì họ bay như thế này, bây giờ tôi không có bay ở đây, tôi tắt đi. Thì rõ ràng lúc này á, khi mà chúng ta edit, các bạn sẽ thấy có lỗi. Đây, edit một cái nữa. Ở đây trong trường hợp này nó lại không có lỗi ha. Chúng ta kiểm tra lại. Ở đây khi mà chúng ta xem lại á, thì mặc dù update item của chúng ta đã đóng cái thằng body rồi, nhưng mà ở phía dưới á, nó vẫn còn đọc được. Ở đây á, chúng ta thấy rằng cái thằng update item này chúng ta gọi trực tiếp nó, chứ chúng ta không gọi thông qua một sự kiện từ cái thằng CSS nó gọi đến. Tôi ví dụ cho các bạn xem. Ví dụ như bây giờ tôi tắt cái thằng handle cancel này đi. Tôi tắt nó đi ha. Sau đó từ cái thằng là update item, khoan, chúng ta sẽ gọi nó. Sau khi tôi tắt cái thằng cancel rồi thì cái thằng cancel á, chúng ta gọi nó từ đâu? Đây, khi click vào button cancel tôi gọi nó.
Như vậy khi mà chúng ta xem lại nè, đây click vào cancel sẽ có lỗi, nó không đọc được cái prop. Tuy nhiên lúc này á, tôi sẽ gọi nó từ cái thằng update item cho các bạn xem. Ở đây thì tôi in ra đi, tôi sẽ in ra ví dụ như handle cancel, tôi in ra đơn giản như thế này thôi. Kiểm tra lại ha, tôi nhấn attach, tôi nhấn cancel, rồi nó đọc bình thường, bởi vì không có sử dụng đến thằng did. Bây giờ tôi mới sử dụng đến thằng did nè. Ở đây tiếp tục did chấm, tôi in ra cái group của nó, các bạn xem. Tiếp tục attach cancel thì có lỗi. Rồi tôi sẽ không gọi nó thông qua cái thằng CSS mà tôi gọi như thế này. Từ cái update item á, tôi sẽ gọi trực tiếp nó luôn. Đây tôi sẽ gọi như thế này, did chấm handle cancel, để cho các bạn xem chúng ta in ra được hay không ha. Rồi qua lại đây, chúng ta gọi update item thì thông qua cái thằng edit, do đó tôi click vào edit thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta cũng in ra được. Đây handle cancel của chúng ta đây. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu tại sao cái thằng update item chúng ta không cần phải gọi đến cái thằng by. Rồi tôi sẽ tiến hành control z lại, bắt lại những cái mã nguồn mà khi nãy giờ chúng ta đã thay đổi. Rồi ok, ngay tại cái chỗ này á, các bạn sẽ thấy một cái cách viết như thế này. Ví dụ như tôi có cái thằng tôi sẽ tìm kiếm một thằng để tôi demo cho các bạn xem. Ví dụ như tôi quay lại cái thằng app đi cho chúng ta dễ quan sát. Đối với thằng app này chúng ta có, tôi thử tìm kiếm ha, ví dụ như chúng ta có handle to go form, thì cái thằng này nếu như phía trên constructor chúng ta đóng nó lại, chúng ta đóng nó lại, thì cái thằng này được gọi thông qua cái gì? Handle to go form. Chúng ta xem lại ha, đây nó được gọi thông qua khi mà click vào cái button add. Như vậy tôi click vào cho các bạn xem, click vào có lỗi xảy ra, bởi vì khi mà chúng ta tắt nó rồi thì nó không đọc được cái thằng did. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể thấy cách viết như thế này, handle to go form nó sẽ bằng, họ viết theo kiểu là arrow function, họ viết như thế này đó. Nó là một cái arrow function không nhận vào tham số gì. Sau khi tôi thay đổi cách viết này ha, chúng ta xem lại, click vào add thì các bạn thấy nó vẫn thực hiện hoàn toàn bình thường. Như vậy thì cách viết này sẽ làm cho chúng ta không cần phải lên đây để chúng ta bài cái đối tượng did vào. Ngoài ra ví dụ như trong trường hợp có tham số thì sao? Như vậy trong trường hợp cần truyền vào tham số thì sao? Ví dụ hàng handle sort này đi, nó cần phải nhận vào hai tham số. Như vậy nếu như chúng ta tắt nó ở đây á, rồi handle sort được gọi thông qua cái gì? Handle sort được gọi thông qua khi click vào cái button sort. Rồi tôi tiếp tục click vào name DESC, rõ ràng có lỗi xảy ra. Như vậy trong trường hợp có tham số á, cũng tương tự thôi. Đây nó sẽ bằng nó sẽ bằng hai tham số, rồi dấu arrow là xong. Kiểm tra lại nè, rồi tôi click vào sắp xếp level ASC, các bạn thấy danh sách của chúng ta sắp xếp thành công. Và những cái nội dung này là những cái nội dung mà tôi muốn bổ sung thêm để sau này khi mà các bạn đọc những cái mã nguồn của người khác thì các bạn cũng có thể hiểu. Ngoài ra cái phần set state như thế này á, họ cũng có thể viết ở phía ngoài luôn, họ đặt toàn bộ cái thằng này ra phía ngoài đó, bởi vì nó là một trục tính mà, họ đặt ra phía ngoài như thế này. Rồi sau khi tôi bổ sung ra phía ngoài ha, tôi sẽ cho các bạn xem lại xem có lỗi gì hay không. Hoàn toàn không có lỗi gì hết. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra một số chức năng đi, ví dụ tìm kiếm coding nè, đó tìm thành công. Rồi sắp xếp level, sắp xếp ASC, rồi name, rồi ASC gì đó vẫn sắp xếp hoàn toàn bình thường. Thêm mới một công việc, ví dụ 123, công việc này medium submit vẫn được thêm thành công. Refresh lại, nó vẫn lưu vào trong local storage. Edit nó, sửa thành là 456. Submit nó cũng lưu thành công. Edit nó, sửa thành là 2. Submit lưu thành công. Hoặc là thậm chí xóa nó đi. Các bạn thấy rõ ràng những cái chức năng này chúng ta đều thực hiện thành công. Và như vậy trong cái vấn đề về tối ưu ứng dụng thì tôi cũng kết thúc tại đây. Trong video này thì tôi muốn rằng các bạn hãy chịu khó đọc lại những cái mã nguồn mà chúng ta đã được hướng dẫn từ đầu nội dung đến giờ. Chúng ta xem chỗ nào chưa hợp lý hoặc là còn có thể phát triển được thì chúng ta cứ viết lại làm sao cho ứng dụng của chúng ta nó hoàn chỉnh hơn. Ngoài ra thì trong phần 12 này tôi cũng trình bày thêm cho các bạn một số cách viết
để sau này khi mà các bạn đọc tài liệu cũng như là các bạn xem video hướng dẫn của người khác thì các bạn cũng có thể hiểu được cách viết của họ như thế nào. Như vậy thì tôi cũng kết thúc phần thứ 12 tại đây.